Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 21 tháng 10, đêm thi quốc phục của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2019 đã chính thức diễn ra. Đại diện Việt Nam là Á hậu Kiều Loan đã mang bộ chiến phục Huyền Đăng Hội lên sân khấu sau bao tháng ngày ngóng chờ của khán giả. Tuy nhiên, nàng Á hậu 19 tuổi đã gặp phải sự cố đáng tiếc khiến phần trình diễn không được trọn vẹn như dự tính ban đầu. Huyền Đăng Hội là một thiết kế đầy kỳ công của nhà thiết kế Tiến Thái, được lấy cảm hứng từ chùa cầu và hoa đăng đêm Hội An với 2.000 bóng đèn LED nhỏ li ti lung linh kỳ ảo. Huyền Đăng Hội cũng là National Custom duy nhất được giới thiệu trên Instagram của Miss Grand International. Tuy nhiên, trước giờ thi, Kiều Loan bất ngờ tiết lộ trang phục gặp phải sự cố đứt dây điện. Cụ thể, khi mang bộ quốc phục ra mặt để chạy thử chương trình, các nhân viên hỗ trợ của cuộc thi vì đã không biết rõ cơ chế vận hành của bộ trang phục nên đã bất cẩn khiến cho Huyền Đăng Hội bị đứt dây, hư mạch đèn ngay lúc cận kề đêm thi. Điều này làm cho toàn ekip của Kiều Loan cùng người hâm mộ nước nhà vô cùng lo lắng. Hầu hết mọi người đều tìm cách để sửa chữa và khắc phục nhanh chóng. Chính Kiều Loan cũng tự tay ngồi nối từng sợi dây đèn cho bộ trang phục kỳ công của mình. Cô còn video call với cha đẻ của Huyền Đăng Hội là nhà thiết kế Tiến Thái cả đêm để nhận được sự hỗ trợ từ đầu cầu Việt Nam vì khoảng cách địa lý quá xa. Mặc dù được sửa chữa xuyên đêm và có dấu hiệu phát sáng, nhưng Huyền Đăng Hội vẫn không thể lấp lánh như mong muốn ban đầu. Một phần đèn trên thân áo đã bị lu mờ hoàn toàn. Người hâm mộ liên tục bày tỏ sự tiếc nuối vì sự cố đáng tiếc này. Thế nhưng dù gặp phải sự cố, bản lĩnh của nàng Á hậu 19 tuổi mới là điều đáng để nhận được cơn mưa lời khen từ phía người hâm mộ. Kiều Loan vẫn tự tin sải bước trên sân khấu Miss Grand International với nụ cười rạng rỡ, nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ bên trong và nét đẹp sắc sảo cùng góc nghiêng 45 độ đầy thần thánh. Sân khấu Miss Grand International 2019 cũng phá lệ tắt đèn trong màn trình diễn của Kiều Loan. Dù 2.000 bóng đèn LED không đạt được hiệu ứng như dự tính, nhưng chính Kiều Loan đã tỏa sáng rạng ngời bằng thần thái siêu đỉnh của mình. Một lần nữa, người đẹp xứ Quảng đã chứng minh với khán giả khả năng xử lý tình huống một cách linh hoạt và đầy bản lĩnh. Mới đây nhất, trang sắc đẹp Global Beauties không đánh giá cao sự thể hiện của Kiều Loan trong suốt quá trình Miss Grand International diễn ra vừa qua, mặc dù nàng Á hậu đã nhiều lần chiếm trọn spotlight của truyền thông. Trong bảng xếp hạng mới nhất, chuyên trang này đã loại đại diện Việt Nam ra khỏi top 11 xuất sắc nhất. Mặc dù gặp sự cố nhưng Kiều Loan vẫn có một màn trình diễn xuất sắc. Đêm chung kết của Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10 sắp tới. Bạn có tin rằng Huyền Đăng Hội sẽ đạt giải và nàng Á hậu sẽ lọt top cao tại cuộc thi năm nay? Hãy chia sẻ ngay dưới phần bình luận của video này nhé. Và đừng quên nhấn subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV để theo dõi những thông tin mới nhất quý vị nhé.